Quý Châu xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Năm, ngày 11 tháng 5 năm 2017. Đến với chương trình Bản tin Hoa Tình Đốn hôm nay gồm có Phần 1 là tin quan trọng trong ngày. Trong phần 2, Quý Châu kính mời quý vị theo dõi phóng sự đặc biệt Hội thảo quốc tế về pháp lý và tác hại môi trường do chất thải bã tại Biển Đông Việt Nam được tổ chức tại Quốc hội Hoa Kỳ. Và để mở đầu, Quý Châu kính mời quý vị theo dõi tin quan trọng trong ngày. Ủy ban tình báo Thượng viện gửi trác yêu cầu cựu cố vấn Flynn cung cấp tài liệu trong khuôn khổ cuộc điều tra liên quan đến cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 ngày 10 tháng 5. Ủy ban tình báo Thượng viện Mỹ đã gửi trác yêu cầu cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump Michael Flynn cung cấp các tài liệu liên quan đến Nga để phục vụ công tác điều tra kéo dài nhiều tháng này. Trong một tuyên bố chung, Chủ tịch ủy ban là Thượng nghị sĩ Cộng hòa Richard Burr và Thượng nghị sĩ Mark Warner, người đứng đầu bên Dân chủ cho biết đã gửi trác yêu cầu chính thức này hai tuần sau khi ông Flynn từ chối cung cấp các tài liệu theo đề nghị đầu tiên được ủy ban này đưa ra trong một bức thư hôm 28 tháng 4. Theo đó, ông Flynn được yêu cầu phải cung cấp các tài liệu liên quan đến cuộc điều tra của ủy ban về cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử 2016. Trước đó một ngày, Thượng nghị sĩ Warner cho biết ủy ban này đã nhận được các tài liệu trong quá trình điều tra các cáo buộc liên quan đến sự can thiệp của Nga vào sự kiện chính trị trên của Mỹ, bất chấp Moscow bác bỏ. Tuy nhiên, ông cho biết một số người không tuân thủ nên tôi cũng sẽ tiến hành các bước tiếp theo. Diễn biến mới nhất này diễn ra sau khi văn phòng công tố thành phố Alexandria, tiểu bang Virginia, theo yêu cầu của bồi thẩm đoàn cũng đã ra lệnh yêu cầu thu thập thông tin giao dịch của những người từng làm việc với cựu cố vấn an ninh quốc gia Flynn khi ông này còn là một công dân bình thường. Trước đó, hồi tháng 3 vừa qua, luật sư của ông Flynn, ông Robert Kellner, đã yêu cầu để thân chủ của mình được miễn điều trần trước quốc hội, cho rằng các phương tiện truyền thông chỉ tràn ngập những cáo buộc vô căn cứ và đầy ác ý chống lại ông Flynn. Tuy nhiên, cho đến nay, các ủy ban tại hai viện của Quốc hội cho biết vẫn muốn phỏng vấn thêm các nhân chứng và thu thập thêm các tài liệu liên quan đến vụ này. Ông Flynn hiện là nhân vật chánh trong cuộc điều tra của Quốc hội. Cục điều tra liên bang FBI và ngũ giác đài về các cáo buộc liên quan đến việc Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Ông đã phải từ chức cố vấn an ninh quốc gia Mỹ hồi tháng 2 vừa qua sau khi thừa nhận đã tiếp xúc với đại sứ Nga tại Mỹ khi còn đảm nhiệm cương vị cố vấn tranh cử của ông Trump và không thông báo đầy đủ về cuộc gặp này. Các nhà điều tra Mỹ đang điều tra xem liệu ông Flynn có nhận khoản thù lao từ khách hàng có liên hệ với chính phủ nước ngoài, trong đó có Nga và Thổ Nhĩ Kỳ một cách phù hợp hay không. Cho đến nay, giới chức Nga đều phủ nhận những cáo buộc bị coi là vô căn cứ và phi lý của giới chức Mỹ về can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi năm ngoái. Việc Thượng viện gửi trác yêu cầu trên diễn ra, một ngày sau khi Tổng thống Trump đột ngột sa thải giám đốc FBI James Comey, người vốn đứng đầu cuộc điều tra của cơ quan này liên quan đến các cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ 2016. Quyết định đó đã vấp phải sự chỉ trích gay gắt của các nghị sĩ Đảng dân chủ, cho rằng ông Trump đang cố tìm cách gây cản trở cuộc điều tra. Liên quan đến vấn đề trên, cùng ngày, hãng tin Reuters dẫn một nguồn tin quốc hội tiết lộ vài ngày trước khi bị tổng thống Trump cách chức, ông Comey đã nói với các nghị sĩ rằng mình đang tìm kiếm thêm các nguồn thông tin để phục vụ cuộc điều tra của FBI liên quan đến các cáo buộc về mối liên hệ giữa chiến dịch tranh cử của ông Trump và Nga trong cuộc bầu cử tổng thống năm ngoái. Theo đó, ông Comey cho biết đã yêu cầu Bộ Tư pháp tạo điều kiện cho việc tiếp cận các nguồn thông tin mới sau khi Ủy ban Tình báo Thượng viện yêu cầu FBI đẩy nhanh cuộc điều tra. Nhân vật nằm trong số có thể sẽ được chọn để thay thế ông Comey. Ngay sau khi tổng thống Donald Trump bất ngờ sa thải giám đốc FBI James Comey, các nhân viên hàng đầu của cơ quan này tổ chức một cuộc họp khẩn vào tối 9 tháng 5 giữa những đồn đoán về việc ai sẽ thay thế ông Comey. Tổng thống Trump quyết định sa thải ông Comey trong bối cảnh một cuộc điều tra đang diễn ra về sự can thiệp của Nga tới kết quả bầu cử Mỹ năm 2016. Quyết định của ông Trump gây ra làn sóng phản ứng dữ dội từ một số đảng viên dân chủ trong quốc hội. Họ cho rằng quyết định này thể hiện sự che giấu và một số người của Đảng Cộng hòa gọi đây là rắc rối có toàn tính. Ông Comey được cựu tổng thống của Đảng dân chủ Barack Obama bổ nhiệm chức giám đốc FBI từ năm 2013. Cơ quan có 56 văn phòng tại Mỹ và hơn 30.000 nhân viên. Dù còn 6 năm rưỡi nữa mới kết thúc nhiệm kỳ 10 năm ông Comey vừa bị tổng thống trump cách chức trong một quyết định bất ngờ gây ra một cơn bão chính trị vì cách thức và thời điểm cách chức giám đốc mới của FBI sẽ do ông trump chỉ định và phải được thượng viện mỹ thông qua để khôi phục lòng tin đang xói mòn đối với chính quyền của mình tổng thống trump cần phải tìm một ứng viên thực sự xuất sắc để kế nhiệm ông Comey đó phải là một người có tư cách đạo đức cao nhất và có uy tín pháp lý hoàn hảo. Và hơn hết, người được đề cử nên kiên định với lập trường không đảng phái và được tôn trọng bởi cả hai đảng dân chủ và cộng hòa, không bị lôi kéo về bên nào và phải theo đuổi công lý một cách quyết liệt. Đây đều là những điều hiển nhiên, nhưng khi lướt qua danh sách những cái tên mà giới chức ở Washington đang xì xào rằng có thể thay thế ông Comey, thì dường như Tổng thống Trump không rút ra được bài học nào trong bối cảnh tỷ lệ của ông tiếp tục lao dốc. Báo chí Mỹ ngày 10 tháng 5 đưa tin tỷ lệ ủng hộ ông Trump hiện ở mức thấp gần kỷ lục là 36%. Phần lớn những người có tiềm năng được đề cử thay thế ông Comey dưới đây đều khó có thể khôi phục tinh thần chán nản, thất vọng và nỗi bàng hoàng của các nhân viên FBI cũng như lòng tin của người dân đối với tòa bạch ốc của ông Trump. Cựu chủ tịch Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ, Mike Rogers, là cựu nhân viên FBI và cựu chủ tịch Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ. Ông Mike Rogers từng nằm trong nhóm ứng viên hàng đầu cho chức giám đốc FBI trước khi ông Comey được bổ nhiệm năm 2013. Ông Rogers có kinh nghiệm về chống tội phạm có tổ chức, tội phạm tham nhũng và tội phạm công nghệ cao đồng thời là gương mặt quen thuộc với công chúng khi xuất hiện trong loạt phóng sự của kênh CNN năm ngoái có tiêu đề Giải đáp bí mật, những câu chuyện chưa kể của các điệp viên Mỹ. Declassified Untold Stories of American Spies Trước khi cựu Tổng thống Barack Obama chọn ông Comey làm giám đốc FBI 4 năm trước, Cựu chủ tịch ủy ban tình báo Hạ viện Mike Rogers được coi là nhân vật tiềm năng cho chức vị này. Ông Rogers cũng từng là một nhân viên của FBI. Chủ tịch Rogers có đủ điều kiện để được đề bạc làm giám đốc tiếp theo của FBI. USA Today dẫn lời Chủ tịch Hiệp hội các nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ, FBIAA, Conrad Motica, cho hay kinh nghiệm đặc biệt của Rogers trong vai trò cựu nhân viên FBI và thành viên quốc hội sẽ cho phép ông dẫn dắt một cách hiệu quả các nhân viên của cơ quan điều tra này trong việc bảo vệ quốc gia trước mối nguy về tội phạm và khủng bố. Cựu thị trưởng New York Rudy Giuliani Đây là một trong những nhân vật được bàn tán nhiều nhất ở Washington trong lúc này vì ông xuất hiện bên ngoài khách sạn Trump ở Washington ngay sau khi ông Comey bị sa thải. Ông cũng chia sẻ với phóng viên rằng ông Trump đã đúng khi sa thải Comey. Từng là thành viên đảng Dân Chủ nhưng chuyển sang đảng Cộng Hòa từ những năm 1980, ông Giuliani được coi như là một phát ngôn viên của ông Trump trong suốt chiến dịch tranh cử năm 2016. Được lòng Tổng thống Trump nhưng rõ ràng ông không đáp ứng tiêu chuẩn không thiên vị của một giám đốc FBI. Thống đốc tiểu bang New Jersey Chris Christie cũng như cựu thị trưởng New York, ông Chris Christie, vốn chống đối với cựu tổng thống Barack Obama nên trở thành đồng minh của ông Trump, sau này là giám đốc nhóm chuyển giao quyền lực của tổng thống Trump. Nhưng vấn đề về tính công minh, ông Chris Christie có thể không đủ tư cách làm giám đốc FBI chỉ đơn giản vì dính líu đến một vụ bê bối chính trị hiện nay. Dù ông chối bỏ có liên quan đến vụ đóng cửa cầu của George Washington, nhưng hai thủ cấp thân tính của ông đã bị kết tội dính líu đến việc đóng cửa các làng đường trên cầu George Washington để trừng phạt thị trưởng Fort Lee của New Jersey vì đã không ủng hộ ông Christie tái cử. Hơn thế nữa, ông Christie cũng là thống đốc tiểu bang hiện có tỷ lệ ủng hộ ông Trump thấp nhất cả nước và rõ ràng việc bổ nhiệm một người như thế làm giám đốc FBI sẽ chẳng giúp ông Trump cải thiện tỷ lệ ủng hộ cho chính mình. Vào ngày 11 tháng 5, 2017, Lễ kỷ niệm năm thứ 23 Ngày Nhân quyền cho Việt Nam đã được tổ chức tại Trung tâm Tiếp khách của Quốc hội Hoa Kỳ, Capital Visitor Center. Cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia phối hợp với tổ chức Vì nền dân chủ, mạng lưới nhân quyền Việt Nam và hệ thống truyền hình SBTN đã đảm trách tổ chức buổi lễ này. Ngày Nhân quyền cho Việt Nam năm nay được sự bảo trợ của Thượng nghị sĩ John Cornyn, tiểu bang Texas, và đồng bảo trợ của một số dân biểu và thượng nghị sĩ hoa kỳ cũng như nhiều tổ chức nhân quyền